Huỳnh Cốc Đạt nhỉ? Anh là Huỳnh Huỳnh gì Đạt nhỉ? Huỳnh, em quên mất tên rồi. Vâng. Là Nguyễn Huỳnh Đạt. À, Nguyễn Huỳnh Đạt. em là Nguyễn Huỳnh Đạt. Dạ, tên này hay thế mà em quên. Là giám đốc của bên Hoàng Gia Foods. Như chị đã từng chia sẻ với các bạn, và hôm nay anh sẽ đến để training chúng ta về cái sản phẩm của Hoàng Gia Foods. Hình như là có đang quay live stream Zoom cho các bạn nhân viên ở các tỉnh khác ạ. Live stream ạ.